Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rai Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay thì bà con có đi rừng về và mang về được rất là nhiều loại lan rừng đẹp, quý hiếm của khu vực rừng Kon Tum nhé mọi người. Đó thì em nay làm cái clip tổng hợp, thì các bác anh chị thích loại nào cứ nhắn tin gọi điện tới số điện thoại em để tiêu đề là được nhé mọi người. Đài 0384750258. Rồi trong đây thì em có chia theo từng phần hoặc là đánh số, thì mọi người cứ theo cái hình nào thích thì mọi người cứ báo em nhé. Đầu tiên thì em có là hoàng thảo đơn cam. Đây là loại lan hoa cực kỳ đẹp luôn và nằm trong top những cái loại lan mắc tiền và quý hiếm bậc nhất hiện nay. Thì thứ nhất là em có loại một dề nhé mọi người. Thì có dề số 1 giá 250 nè, dề số 2 giá 200, số 3 150, số 4 số 5, mỗi loại thì đều là 150. Đó. Rồi tiếp theo là em có cái combo nguyên bản, mỗi combo là được 5 dề nguyên bản nha mọi người. Giá là 250 một combo, thì dành cho các bác anh chị chúng ta thích mua loại combo về chúng ta ghép nữa. Và loại rơi nguyên bản, combo nguyên bản 5 dề thì giá là 250 nha mọi người. Và cái combo rơi đơ cam rơi đây thì giá là 200.000 một phần, thì em có hai phần nha. Mỗi phần nó tầm cỡ 10 11 cây. Đó, về thì mọi người có thể chúng ta ghép được nhiều hơn. Rồi, sau đơn cam là tiếp tục em có đến một cái loại lan cực kỳ đẹp luôn. Nay bà con đi cắt được rất nhiều khúc nguyên bản mọi người. Cái lan này là kiều vuông hay còn gọi là thủy tiên trắng á. Đó, hoa cực kỳ đẹp luôn, hoa nó giống như cái lồng đèn vậy. Đó, tới mùa hoa nở phải gọi là ngắm vừa nhìn hoa vừa uống trà, và nó cực kỳ tuyệt vời luôn mọi người. Đó, hôm nay là đặc biệt là hàng nguyên bản nữa, nguyên dề về mọi người chỉ việc móc dây chúng ta treo lên thôi, không cần phải làm nhiều. Rồi đầu tiên là em có loại 250 một dề nhé. Thì có kiều vôn số 1 nè, số 2 nè, số 3, số 4, mỗi dề là giá 250. Tiếp theo là sang loại 200.000 thì có số 5, số 6 nha mọi người. Kiều vuông số 5, số 6, mỗi loại 200. Rồi loại 150 thì có kiều vuông số 7 nè, kiều vuông số 8, kiều vuông số 9, kiều vuông số 10. Đây là loại 1 dê nha. Và đặc biệt là combo 2 dê thì giá cũng 150 luôn. Là có hình 11 2 dê nè, 12 2 dê, 13 2 dê. Mỗi hình là giá là 150. Đó. Rồi sau kiều vuông là tiếp tục em tới lan kiếm luôn nhé mọi người. Kiếm luôn của rừng Kon Tum thì mọi người thường thấy các loại kiếm dài đó, kiếm lá dài. Tuy nhiên là cái thằng kiếm luôn này thì lại được rất nhiều các bác anh chị chúng ta ưa thích trồng, bởi vì cái đặc điểm là cây lá nó luôn luôn ngắn ngắn á, nên là về trồng chúng ta vừa chăm chơi bonsai tiểu cảnh đó, cũng rất là hay, rất là đẹp luôn mọi người. Đó, thì đầu tiên là em có hình, nói chung là cứ một hình giá là 200.000, thì em có 8 hình nhé mọi người. Có kiều vuông số 1 nè, số 2 nè, số 3 nè, số 4, số 5, đó, mỗi hình giá 200. Rồi bên đây cũng có số 6 nè, số 7, số 8, đó, mỗi hình giá 200 luôn. Rồi này là em quay sơ qua nhé mọi người, sau rồi em sẽ bắt đầu quay kỹ cụ thể. Tiếp theo là em có dề nguyên bản ngọc thạch hai màu, giá là 200.000 nhé. Dề lá xếp hai thân rất đẹp, thằng này về chăm chơi hoa đã lắm. Tiếp theo nữa là em có một cái dề thập hoa nhé mọi người, thập hoa có giá là 200.000. Đây cũng là một cái hàng nguyên dề luôn. Về mọi người kiếm khúc cổ lũa nào đẹp đẹp chúng ta ghép lên, tới mùa hoa thì nó nở ra những cái chùm hoa rất là dễ thương. Đó. Tiếp theo nữa là em có một phần lan tích tụ nhé mọi người, hoàng thảo tích tụ. Đây, thằng này rất là hiếm có luôn, hiếm có khó tìm nhé. Rất nhiều anh chị dặn nhưng mà phải hôm nay có. Đây mọi người xem nè, hoa cực kỳ dễ thương luôn. Các bác anh chị chưa có chúng ta có thể sưu tầm thêm. Đây em có đúng phần đây thôi, giá là 250 nhé mọi người, 250 một phần hoàng thảo tích tụ, rất là hiếm gặp. Rồi tiếp theo nữa là kiều tím nha mọi người. Đây kiều tím đây. Đó, lâu lắm rồi mới thấy về được hai phần kiều tím. Thằng này kiều tím là nó chỉ thua mỗi kiều dẹt thôi. Đó, và hoa nó màu tím rất là đẹp. Này em có hai dề hai phần đây, là đặc biệt cái loại này là loại thân luồn luồn ngắn ngắn nha mọi người. Về trồng rất là dễ thương, nó giống trồng như kim luôn vậy. Đó, mỗi phần giá là 250. Đây. Một phần được nhiêu đây? Rồi. Đây và đây nguyên dề nè. Rồi. Kiều tím 1 và kiều tím 2, mỗi hình giá 250. Okay. Tiếp theo nữa là em xin giới thiệu với mọi người là kiều dệt nhé. Đây là loại lan kiều đẹp nhất trong số tất cả các loại lan kiều. Và nó là loại lan mà luôn được các bác anh chị chúng ta ưu tiên hàng đầu trồng trong vườn nhà, bởi vì cái đặc điểm hoa quá đẹp đi. Hoa thành từng chùm màu vàng, đặc biệt là phần hồng có những đường sọc sọc vàng rất đẹp nha. Hôm nay em có 3 phần, mỗi phần thì có giá là 250. Do cái thằng này thì cái hàng bốc rừng về cái mùa này lá nó hơi rụng xíu á. Nhưng mà được cái là thân nó đang còn khỏe, về mọi người chăm chúng ta lên chờ lên mầm mới cho nó đẹp nha. Đó. Rồi một phần giá 250 thôi. Đây. Rồi, về các bác anh chị chúng ta trồng làm giống nha. Rồi 250 phần, em có 3 phần. Tiếp theo nữa là em xin giới thiệu với mọi người là cái lan gì ta, Mỹ Dung Dạ Hương. Nói nhiều quá quên mất, Mỹ Dung Dạ Hương nhé mọi người. Hôm nay thì em có 3 phần rời đây.
Mỗi phần thì có giá là 200 ngàn nhé mọi người, 200 ngàn một phần là được 4 cây, nó rất là to khỏe đẹp. Loại này thì mình danh đệ nhất hương đêm nhé, tức là ban ngày hương thơm thoang thoảng, còn về đêm là hương thơm đậm rất đặc biệt, và hoa thì nó nhìn giống như một cô tiên đang mặc váy vậy mọi người, rất đẹp nha. Đó, các bác có thể, anh chị có thể lên Google, nó loại lan đặc hiệu của khu vực rừng Tây Nguyên. Đó, mỗi phần giá 200, một phần được 4 cây nhé mọi người. Đây đó, đang xanh tươi, về chỉ biết ghép thôi, loại rễ gió rất dễ ghép. Em có 3 phần và đặc biệt có một cái dề mỹ dung và hương VIP này nhé mọi người. Dề VIP này đây là một cái dề lá nhăn và đặc biệt là có sọc nữa. Có sọc phát tài á, đã tí nữa em sẽ quay cái sọc cho mọi người xem. Vừa lá nhăn và vừa phát tài, lá xếp nữa, giá 800 ngàn nhé mọi người. Thằng này hàng đặc biệt. Rồi tiếp theo nữa là em xin giới thiệu mọi người là lan Hải Vân nhé. Thì em có 1 2 3 4, đây là loại lan rừng hoa tuyệt đẹp luôn, phải nói là hoa đẹp nhất trong số tất cả loại lan rừng ở Tây Nguyên luôn mọi người. Hoa to đẹp, một phần giá 300 ngàn, được 7 cây nhé. Các bác anh chị chưa có chúng ta nên sưu tầm loại này. Một cái loại lan rất là nổi tiếng của khu vực rừng Tây Nguyên luôn. Rồi tiếp theo nữa là em có một cái hình cảnh báo đây, nguyên một phần này thì giá là 250 nha mọi người, có cả nguyên bản, cả dề rời lớn nữa, có 250. Cảnh báo thì hoa như là cái da con báo vậy đó. Và hoa to, đẹp, lâu tàn, đặc biệt có hương thơm nhẹ. Rồi tiếp theo nữa là em có một cái dề nguyên bản huyết nhung. Đó, đây là một cái dề nguyên bản cực khủng luôn. Đây, rồi tí em sẽ quay cụ thể mọi người nha. Giá là 500 ngàn. Rồi. Bây giờ thì em sẽ bắt đầu em giới thiệu cụ thể lần lượt từng loại. Thì các bác anh chị chúng ta muốn xem kỹ thì chúng ta có thể theo dõi nha. Đầu tiên là hình giới thiệu đơn cam trước nhé mọi người. Đơn cam. Đây, rồi đơn cam hình số 1 giá là 250 nè mọi người. Cây to khỏe, thằng này về chơi hoa thì phải nói là tuyệt vời luôn. Nó là cái giống lan hoa rực rỡ, rất rực rỡ luôn, nguyên một màu cam hết nhé mọi người. Rồi giờ này giá 250 nhé mọi người, giờ số 1. Tiếp theo là sang giờ số 2, cũng đẹp gần bằng luôn. Giờ số 2 này thì giá là 200 ngàn nhé mọi người. Đây, nguyên một giờ nguyên bản, thằng đơn cam này nó thuộc top những loại lan mắc tiền và hoa đẹp nhất hiện nay luôn nhé mọi người, nằm trong top 10 á, sánh ngang với cả những hoàng thảo kê này, những giả hạt luôn á. Tiếp theo là sang hình số 3, giá là 150 nhé mọi người, 150. Đây, nguyên giờ được hai thân tơ, một thân tơ nè, hai thân tơ. Rồi hình số 3, đây có con kiến nhỏ nữa nè. Hình số 3 giá là 150. Tiếp theo là sang hình số 4, giá cũng 150 luôn. Đây, mọi người xem đơn cam. Rồi 150. Tiếp theo là sang hình số 5, giá cũng 150 luôn. Đây đó. Rồi rất đẹp nha. Rồi tiếp theo là em sang cái combo nguyên bản đơn cam, một combo là được 5 dê nhé mọi người. Và mọi người lưu ý là đây là đa số là đơn cam luôn. Đơn cam luôn tức là sao, đơn cam luôn là cái thân nó ngắn ngắn thôi, nhưng mà nó vẫn ra hoa rất là đẹp nha mọi người. Đó, chứ không phải là do nó nhỏ nó yếu đâu, cái giống nó vậy á. Rồi hôm nay em có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 hình, mỗi hình giá là 250 nha mọi người, được 5 dề. Đây em sẽ quay sơ qua từng dề cho mọi người xem. Nói chung là mấy dề đây thì em cũng cho nó tương tự giống nhau hết rồi. Đó, cũng sắp xếp bù trừ qua lại. Dề nào nó cũng như dề nào, nguyên bản hết nha mọi người. Nguyên bản về thì mọi người chỉ viết đặt vào trong chậu vỏ thông thôi đó, đặt nhẹ vào trong, hoặc là chúng ta kiếm khúc gỗ lũa chúng ta đóng đinh ghép vào cột vào đó là xong nhé. Nguyên bản mà dễ trồng thôi. Mùa hoa của đơn cam thì rơi vào tầm cỡ tháng 4, tháng 5 nhé mọi người. Đó, tới tầm đó thì mọi người sẽ thấy được trong một trong số những cái loại lan rừng đẹp nhất hiện nay luôn. Đó, cái mùa này thì đơn cam khá là khó kiếm mọi người, bởi vì bà con người ta đi rừng á. Bình thường người ta định vị đơn cam bằng cái mùa hoa của nó. Thường hoa nó thì lúc cái mùa hoa nó nở, nó thành có những chùm màu cam ở trên cây rất cao. Đó thì bà con người ta đứng dưới đất người ta có thể quan sát. Tuy nhiên là cái mùa này á, thì phải rất là may mắn, người ta trèo lên cây hái cái loại lan khác á, thì người ta vô tình thấy được cái giống đơn cam này nha. Bởi vì thằng đơn cam này nó mọc trên cây rất cao, đó, đứng dưới đất cực kỳ khó thấy luôn. Đó, nên là thường không phải mùa hoa thì rất là hiếm có luôn. Rồi, tiếp theo là combo đơn cam rơi nhé mọi người. Đây, một phần là được tầm cỡ 11 dề. Có dề lớn, có dề nhỏ bù trừ qua lại cho nhau. Một phần giá là 200 ngàn nhé mọi người. Cho các bác anh chị chúng ta thích mua hàng rơi và chúng ta tự ghép, tự ghim. Đó. Đây, thằng này thì cứ về ghép gỗ lũa là ok nhất nhé mọi người. 200 ngàn một phần. Đây, em có hai phần đây. Rồi, đơn cam nha. Tiếp theo là em xin giới thiệu mọi người là lan kiều vuông hay thủy tiên trắng. Đó, một trong số những cái loại lan hoa cực kỳ đẹp luôn.
Đó. Và loại này rất dễ trông, dễ sóc nè mọi người, cứ nguyên bản nữa. Đó. Mọi người về chỉ việc nối dây chúng ta treo lên thôi. Đó. Rồi đầu tiên là hình kiều vuông số 1, giá là 250. Đây. Nói chung là hàng quá đẹp luôn mọi người, không gì để chê cả. Bà con đợt này đi về rất đã. Rồi, kiều vuông số 1 giá 250, tiếp theo kiều vuông số 2. Thằng này thì nó vừa kiều vuông, nó lại kết hợp với lọng và nó lại kết hợp với cái thanh đạm ba gân nữa mọi người. Nó giống như một quần thể thu nhỏ vậy. Đây. Kiều vuông mọc chung nè, chung với lọng nè. Rồi, với cả thanh đạm nữa, về treo lên thì rất đẹp này. Rồi giờ này giá 250 luôn nha. Tiếp theo nữa là em sang kiều vuông số 3, giá cũng 250 luôn. Đây, cũng là một cái dê cực kỳ đẹp đây mọi người xem. À, thằng này hái về nó đã khó nha, hái đã khó rồi mà vận chuyển vào tới nơi mà nó vẫn còn nguyên vẹn đẹp như vậy thì cũng là một quá trình rất là gian nan khổ luyện, đặc biệt là phải có những người thợ cực kỳ lâu năm thì người ta mới gìn giữ tốt được như vậy nhé mọi người. Còn dù mấy anh em mới tập đi hái lan lần đầu thường khó mà giữ đẹp được như vậy lắm. Rồi kiều vuông số 3 giá 250 và kiều vuông số 4 giá cùng 250 luôn nè. Đây mọi người xem, đó, 1, 2, 3, 3, 4 bụi mọc trên khúc nguyên bản luôn. Và mọi người cứ việc treo thôi nha. Hàng quá đẹp luôn, thằng này nói chung là không có gì để chê nè mọi người. Tiếp theo là loại 200 ngàn thì có kiều vuông số 5 với số 6 nha. Kiều đầu viên kiều vuông số 5 nè, giá 200, đây. Nguyên bản hết nha. Rồi kiều vuông số 5, theo sang kiều vuông số 6, giá cũng 200 ngàn luôn. Rồi số 6 giá 200. Rồi sang loại 150 nha mọi người. Thì đầu tiên là kiều vuông số 7 giá 150 nè. Đó, đẹp không? Có cả cây hụt nút nè. Bám chung. Kiều vuông số 7 nè. Tiếp theo là sang kiều vuông số 8. Đây, vừa lọng vừa kiều vuông luôn mọi người. Đó, kiều vuông mọc kết hợp với lọng. Đẹp mà. Về treo lên thôi, móc dây treo thôi mọi người. Kiều vuông số 8 giá 150. Tiếp theo là sang kiều vuông số 9 giá cũng 150 luôn. Kiều vuông số 9 giá 150. Rồi quá đẹp. Theo là sang kiều vuông số 10. Giá cũng 150 luôn mọi người. Đây, đó. Đã rất đẹp. Nói chung em thấy hôm nay giờ nào giờ nấy đều đẹp hết mọi người. Rồi bây giờ sang cái combo kiều vuông nhé mọi người. Thì có 11, 12, 13 mỗi combo là được 2 dê, giá là 150 một combo nha. Đầu tiên kiều vuông số 11 nè, giá 150 nè. 1 dê nè. Đó. 2 về đây. Rồi tiếp theo là combo kiều vuông số 12, đây một về dài 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 dễ thương mọi người, luôn luôn ngắn ngắn nè, kết hợp về này nữa đó, vừa có húp nút vừa có kiều vuông luôn. Rồi kiều vuông số 12 giá 150 nè. Tiếp theo là sang kiều vuông số 13 giá 150 luôn. Đây, một về nè, hai về đây. Giờ này rễ nó bám hơi lỏng lỏng, bà con người ta buộc thêm dây thép vào nè mọi người. Đó, mọi người cứ để vậy về người ta treo thôi, ít bữa nó ra rễ bám là chắc nè. Rồi kiều vuông số 13 giá 150. Rồi xong kiều vuông nhé mọi người. Bây giờ là em đi qua lan kiếm hả? Kiếm luôn đây. Thì cái loại này về mọi người trồng vào chậu á, cây nó luôn luôn ngắn ngắn dễ thương lắm mọi người. Rất là đẹp luôn. Thường các bác anh chị hay chọn để trồng chơi ngắm thân lá bonsai tiểu cảnh. Thằng này hoa thì nó cũng số số giống như loại kiếm rừng khác thôi. Có khả năng ra loại thương, cũng có khả năng ra cả nguyên đã đột biến cũng có nữa mọi người. Nói chung là hàng rừng thì chưa biết trước được. Rồi đầu tiên là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mỗi hình là 200 ngàn nha. Mọi người cứ mua hình nào thì cứ báo em. Một hình số 1 nha, kiều vuông số 1 nè. Các dê đây mọi người. Đó, đẹp không? Rồi đây, đó, rồi hình số 1, 200. Tiếp theo là sang hình số 2 nha. Hình số 2 nè, đó. Đây, đó, cứ lùng lùng ngắn ngắn ngắn, nó dễ thương lắm mọi người. Đây nè, lùng tít. Đây nè, đó. Rồi, kiều vuông số 2 nha mọi người. Hình kiều kiếm lùng số 2, nhầm, kiếm lùng số 2, 200. Rồi, tiếp theo là sang kiếm lùng số 3 nè mọi người. Lùng số 3 nè nha, giá 200 luôn. Đây, lùng lùng ngắn ngắn ngắn. Đó, đây dễ thương lắm. Đó, đây rồi thêm về nữa. Rồi kiếm lùng số 3 giá 200. Tiếp theo nữa là sang kiếm lùng số 4 đó mọi người. 4 giá 200 luôn. 1 2 3 4 5. Đó, tăng về đẹp 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 không. Rồi, tiếp theo sang kiếm lùng số 5 nha. Lùng số 5 giá 200.
1 nè, 2 nè, 3, 4, 5. Đó. Rồi, luồng số 5 giá 200 nha. Tiếp theo là em sang hình kiếm luồng số 6. Đây, 6 thằng này thì lá nhỏ nhỏ, dài dài, mảnh mảnh, nhìn khá là lạ mọi người. Đó, thân xanh nữa. Về săn đột biến được 1 nè, 2 dê. Rồi, thằng này có 2 dê nha. Thằng này thì nó không luôn bằng máng kia, nhưng mà được cái là nó xanh, xanh đẹp. Rồi, kiếm luôn số 6, giá là 200. Theo là sang kiếm số 7 nè, đó, cũng thân mảnh mảnh, dài dài. Đó, 1 dê nè, đó mọi người thấy đẹp không? Đó, 2 dê, thằng này thì luôn kết hợp cả ấy luôn, cầm cu luôn. Rồi, kiếm luôn số 7, giá là 200. Theo là cuối cùng là hình số 8, giá 200 luôn. Đây, nguyên dê nè, 1 dê nè, 2 dê, đó, đẹp. Rồi, kiếm luôn số 8, giá 200 luôn. Rồi, xong kiếm luôn nhé mọi người. Tiếp theo là bây giờ em giới thiệu tới một cái dê ngọc thạch giá 200 ngàn, dê nguyên bản, về cho các bác anh chị chúng ta sưu tầm ngọc thạch. Đó, là ngọc thạch cũng rất là sai hoa, thằng đặc biệt là nguyên bản luôn. Thằng này về chỉ biết treo thôi, móc dây treo mọi người. Là mọi người có sưu tầm thêm được một loại hoa mới, hoa năm cánh trắng, hỏng vàng nhé mọi người. Đó, có đặc biệt là có cây thêm lưỡi, đặc biệt có cây cái cánh, cánh hoa nó phớt tím hoặc là trắng tinh khôi cũng có. Rồi, ngọc thạch đây, rồi nguyên bản nha mọi người, rất đẹp, giá 200 thôi. Tiếp theo là lan, một cái loại lan cho hoa cực kỳ dễ thương, đó là lan thấp hoa nhé mọi người. Đặc biệt là thằng này rất nhiều thân tơ, về thì mọi người chờ cái mùa hoa nó với cái số lượng thân tơ vậy thì nó sẽ tạo thành có giống như một cái chùm rất là lớn, hoa cực kỳ sai nhé. Và đặc biệt là cái hoa này nó rất dễ thương luôn, nó nhỏ nhỏ, cánh nhọn 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 thành từng chùm đó, rất đặc biệt. Đây, hàng nguyên dê nhé mọi người, giá 200 ngàn. Dê nè, bám rất là khỏe, nó giống như là nguyên bản luôn nhỉ. Đây mọi người, mầm gốc mầm đồ ra rất là nhiều. Rồi, dê này giá 200 ngàn nhé mọi người, thập hoa, hoàng thảo thập hoa. Và đây, em có một phần tích tụ đây, giá là 250 nha mọi người. Hoàng thảo tích tụ của rừng Ngọc Tâm, thằng này rất là hiếm gặp luôn nha. Đây, nhiều bác, nhiều anh chị đợt trước có dặn thì lần này thấy chúng ta có thể mua nha. Đây, hoa nó đây mọi người, đây, hoa rất là dễ thương nha. Thằng này có mấy voi nó nở rồi mọi người, chứ nó mà nở đồng loạt với nhau thì em nghĩ là gọi là cực kỳ đẹp luôn. Đây, hoa rất là dễ thương, hoàng thảo tích tụ nha mọi người, tích tụ. Nhìn nó gần gần giống như hương vani á, nhưng mà thân nó cứng dài hơn. Rồi, hoàng thảo tụ nguyên một phần đây nè, về mọi người trồng chắc được hai chậu á, kiếm chậu lớn ra trồng, giá 250 nha mọi người, hoàng thảo tích tụ. Rồi, tiếp theo nữa là em sang kiều tím. Đây, kiều tím thì có hai hình, hình số 1 với số 2 nhé mọi người, mỗi hình giá 250. Đây là một cái giống lan cho hoa cực kỳ đẹp luôn, hoa tím mộng mơ nhé mọi người. Đây, hình kiều tím số 1 nè, 1 dê nè, 2 dê nè, 3 dê. Rồi, về mọi người thể trồng lấy một chậu thật đẹp nha. Loại này nó luôn luôn ngắn ngắn nữa, trồng nó rất là đẹp, vào chậu đẹp lắm. Kiều tím số 1 giá 250. Tiếp theo là sang kiều tím số 2, giá cũng 250, thằng này thì nguyên dê. Và mọi người chỉ biết đặt nhẹ vào chậu thôi, đó là xong. Và có thêm dê nhỏ nữa mọi người, một dê lớn với dê nhỏ, đó. Rồi, kiều tím số 2 giá 250. Tiếp theo nữa là em xin giới thiệu với mọi người là lan kiều dệt nhé mọi người. Kiều dệt thì cái đặc điểm là cái thân nó dệt dệt, mảnh mảnh dệt dệt. Thằng này thì đợt này bà con đi về vào cái mùa cây nó đang xuống lá nên là nhìn nó cũng không được tươi đẹp giống như là cái mùa mới lên mầm lắm. Nhưng mà thằng này thì nó khỏe mọi người. Đó, với cái số lượng thân già này thì ít bữa nữa mọi người về trồng á, cái mầm gốc nó sẽ lên. Đó, lúc đó thì mọi người sẽ thấy nó đẹp hơn nhiều nha. Còn mùa này thì chúng ta về trồng, chúng ta làm giống là ok rồi. Đây mọi người cứ nhìn thấy mấy thân già này, thì ít bữa nữa thì nó sẽ lên mầm mới. Đây mọi người sẽ thấy có cây nó lên nhú lên mầm rồi nè. Đó, lúc đó thì nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Đây, một phần này giá 250 nha mọi người. Đây là cái loại vô cùng mắc tiền luôn á. Cái này nó cây nó hơi xấu xấu tí nên là em bán giá nó rẻ hơn bình thường, chứ không giá nó bình thường nó cao hơn nhiều. Và đặc biệt là mỗi năm cái kiều dệt này nó chỉ xuất hiện vài lần thôi, kiều dệt tumorong nha mọi người. Giá 250 một phần. Đây, một phần nè, hai phần nè, ba phần. Đây là loại lan kiều mắc tiền nhất và hoa đẹp nhất trong số tất cả loại lan kiều hiện nay nhé mọi người. Kiều dệt có ba phần, mỗi phần giá 250.
Tiếp theo nữa là em xin giới thiệu với mọi người là lan Mỹ Dung Dạ Hương nhé, được gọi là đệ nhất hương đêm luôn. Hoa thì phải nói là cực kỳ tinh khôi. Lúc mới nở hoa ra thì nó sẽ có màu trắng trắng xanh xanh, sau dần dần nó sẽ chuyển qua màu trắng tinh khôi nhé mọi người. Đặc biệt là hoa cực kỳ đẹp nữa, mọi người cứ lên Google search Mỹ Dung Dạ Hương sẽ ra. Và cái này, thằng này nó có một đặc điểm hay nữa là ban ngày hương thơm thoang thoảng, còn ban đêm thì hương thơm nó đậm lên nhé mọi người, nên người ta gọi là dạ hương á, Mỹ Dung Dạ Hương. Rồi hôm nay thì em có 3 phần rời đây, mỗi phần giá là 200.000 nhé. Cây khá là to. Thằng này nếu mà các bác mua thì chắc em sẽ gửi ship thường cho mọi người, đỡ tốn tiền cước nha. Nếu mà cây to mà gửi ship nhanh thì nó hơi tốn. Nhưng mọi người yên tâm là về trồng chỉ việc chúng ta cột vào trong cái thân cây nào đó thôi là được nha. Đó, thì chờ rễ gió đây nó ra nè mọi người. Chờ mấy rễ gió đi ra thì nó sẽ phát triển bình thường nữa. Đây, cương phần 200.000 được 4 cây nhé mọi người. Thằng này cực kỳ dễ trồng luôn, cứ về cứ cột vào gỗ lũa, trồng vào gỗ lũa hoặc trồng vào chậu than cục cục lớn là được. Phần được 4 cây nha. Đây. Rồi. Giá 200.000. Bên đây cũng vậy. Tương phần 4 cây đây, mọi người thấy rễ đang ra không? 1 2 3 4. Đây, đó. Rồi, Mỹ Dung Dạ Hương. Và đặc biệt ngoài mấy cái phần rời đây thì em còn có một cái về VIP đây nha mọi người, về siêu phẩm đây, Mỹ Dung Dạ Hương này. Rồi giờ này là một cái dề đột biến lá nhăn kết hợp và lá sọc phát tài nhé mọi người. Dề khá lớn mà mọi người xem nè, lá nó xếp nè, xếp rất đẹp. Tuy nhiên là cái này bà con hái về có vài chỗ thì nó hơi dập dập tí, nhưng mà hiện tại thì các vết thương nó đã lành hết rồi, và lành và về khỏe. Đây, đầu tiên là lá nhăn, lá đột biến lá nhăn, tức là cái lá nó uống lượng sóng này mọi người. Đó, nó nhấp nhô thành từng cái đoạn sóng nhìn rất là hay nhé. Đây, đó. Và đặc biệt là thằng này lá sọc phát tài mọi người. Đây, mọi người thử xem nè, cái đường sọc nè. Năm nay thì nó sọc nhỏ, hy vọng sang năm lá mới lên nó sẽ sọc mạnh hơn nhé mọi người. Đây, cái đường sọc nè, một đường sọc mọi người thấy không? Đây, nó sọc trước thì phía sau nó cũng thấy sọc luôn. Đây, mọi người thấy cái đường sọc nè. Đó. Thằng này nó mà sập đậm hơn nữa thì giá tiền cao lắm mọi người. Đấy, nhưng mà hiện tại được vay là đẹp rồi. Một sọc nè, đây, thằng này cũng sọc. Nó hai lá sọc luôn, lá kia sọc đúng không? Tới lá này cũng sọc nè mọi người. Đó, sọc từ đầu tới gốc đây, mặt sau đây. Em lật mặt sau mọi người xem. Đó, thấy không mọi người, thấy không? Sọc nè. Sọc chạy nè. Đó. Rồi. Lá sọc thì mang thứ nhất mọi người vừa chơi dòng thân lá đột biến, đặc biệt thứ hai là nó mang ý nghĩa phát tài phát lộc nhé mọi người. Đây, về đây lá xếp nó cũng đẹp lắm mọi người. Thằng này nó cái giống nó đặc biệt đó, về mọi người chúng ta chăm tốt nó lên lá mới là nó sẽ tạo thành cái dề khủng luôn. Rồi giờ này hàng đột biến giá hơi cao một tí, giá 800.000. Các bác anh chị nào chúng ta muốn mua hàng đặc biệt chúng ta mua nhé. Ngọn thì vẫn đang đi đây. Rồi. Tiếp theo nữa là em xin giới thiệu là em có một phần cẩm báo nha mọi người. Cẩm báo đây, đây là loại lan hoa cực kỳ to luôn và rất là lâu tàn, đặc biệt là có hương thơm nhẹ nha mọi người. Với đó là cái hoa nó màu vàng, có một số chấm nâu 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 giống như là da con báo, người ta gọi là cẩm báo. Loại này cũng cực kỳ dễ trồng luôn, trồng giống nghinh xuân thôi. Cứ vịt ghép gỗ lũa hoặc trồng vào chậu vỏ thông cục cục lớn là được. Đây, rồi một phần này giá 250 nha mọi người, gồm một cây nguyên bản lớn nè. Và đây, cây rời cũng có nè. Một cây. Đây, cây rời lớn nè. Hai cây. Mấy cây nhỏ nhỏ nữa. Rồi, nguyên cái mớ này là 250 nha mọi người. Nó về trồng được khá nhiều chậu á. Em đếm sơ sơ đây, một cây một chậu, hai chậu, ba chậu, bốn chậu, chắc nếu mà trồng nhiều ra được bốn chậu hoặc kiếm khúc gỗ lũa lớn lớn nào người ta ghép vào cũng được. Rồi, tiếp theo nữa là lan Hài Vân nhé mọi người. Hài Vân thì đây là cái loại lan hài tượng trưng đại diện cho khu vực miền Nam Tây Nguyên luôn mọi người. Đó là loại lan rừng đặc hữu của rừng Tây Nguyên, và hoa phải nói là thuộc dạng đẹp nhất trong số tất cả các loại lan rừng hiện nay ở Tây Nguyên luôn. Đó, mọi người chỉ cần về trồng mỗi chậu một giờ dê vậy nè, tới cái mùa hoa thì nó đã qua rồi, nên mọi người về chăm thì tầm cỡ mùa này, gần mùa này năm sau này, tức là tầm tháng 5, 6, 7 gì đó. Đó, thì nó sẽ ra hoa, lúc đó nó sẽ ra một cái vòi rất là cao, đặc biệt là nở ra bông hoa cực kỳ to luôn nhé mọi người. Và lan Hài Vân thì phải nói là
hoa đẹp không có gì để chê cả, nhìn nó giống như những cái lan ngoại, lan công nghiệp được lai tạo luôn mọi người, chứ không nghĩ là lan rừng đâu. Mọi người cứ lên Google search lan Hai Vân Nam thì nó sẽ ra nha. Thì đảm bảo mọi người trồng tới mùa hoa thì phải nói là xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn. Và đó, chúng ta vừa uống trà, chúng ta mời anh em bạn bè tới ngắm hoa thì nói tuyệt vời luôn nhé mọi người. Rất dễ trồng nữa. Thằng này thì cách trồng, cái chăm sóc rất đơn giản. Mọi người trồng vào chậu gồm bỏ, chúng ta bỏ than vụn, vỏ thông vụn, xong rồi với cát nữa, chúng ta trộn đều với nhau. Xong thêm ít phân chuồng hoai mục hoặc là phân dê gì đó vào là được nha. Là chúng ta trồng có cái gia thể trồng rất tốt rồi. Môi trường thì mọi người cứ đặt dưới thấp thấp tí. Trong đó chúng ta có thể đặt ở cái nơi râm mát tí, râm mát nhưng mà vẫn có phải có chút ánh sáng để cây phát triển nha mọi người. Chứ đừng có râm quá, râm mát độ sáng rơi vào tầm cỡ 40-50% là cây nó sẽ phát triển rất ok. Đặc biệt là cái này là hàng rừng nên là về trồng cực kỳ khỏe luôn. Một phần là được 7 cây nha mọi người. Đây, đó, phần được 7 cây. Về mọi người trồng làm 7 chậu được, hoặc kiếm chậu lớn lớn chúng ta trồng chung đó. Tới mùa hoa thì nở ra cực kỳ đẹp luôn. Hoa rất là to nhé mọi người, to đẹp. Mọi người không tin cứ lên Google mọi người search hoa lan Hai Vân Nam đi. Xem em có đẹp như là lời em miêu tả không nhé. Rồi, này bà con đi về trúng nhé mọi người. Đợt này đi hái lan già hạt nhưng mà vô tình lại gặp Hai Vân đó, cái loại lan cực kỳ hiếm này. Rồi, một phần giá 300.000. Rồi, và cuối cùng ngày hôm nay thì em xin giới thiệu với mọi người là lan Huyết Nhung. Thì đây là em có một cái dề nguyên bản cực kỳ lớn nha mọi người. Đây mọi người. Đó, hiện tại thì nó đang lên ngọn nè, cây đang đi ngọn nè, một ngọn nè. Một ngọn nè, đó. Này đang lên ngọn nè, hai ngọn nè. Này đang đi ngọn nè, ba ngọn. Bốn ngọn đó. Đây, đó, đang đi đẹp nha mọi người. Về các bác anh chị chúng ta làm một cái chậu trứng vườn. Thằng này thì một vài lá đây thì nó hơi rụng rụng tí, do đợt trước là bà con người ta đi hái về nên là nó dập là sau đó nó héo nó rụng đi, nhưng mà hiện tại nó vết thương nó đã lành hết rồi đó, và nó cũng đang đi ngọn mới nè, nó rất là đẹp nha, cây khỏe mạnh. Rồi về này giá 500.000 nhé mọi người, 500.000. Nó có cả cây nhỏ nó mọc bám chung nè, nó như một cái quần thể thu nhỏ vậy mọi người đó. Rồi Huyết Nhung hoa thì các bác, cái mùa này nó qua mùa hoa rồi, chứ đang có mùa hoa nó nhìn hoa đẹp lắm. Cái mùa hoa nó sẽ ra một cái vòi rất là dài nha, nó thành từng cái chùm giống như là những cái cây, những cái hoa phượng á mọi người. Mọi người biết hoa phượng không? Nhưng mà thằng này nó lại dài hơn và nó đỏ thẫm hơn, đẹp hơn đó, người ta gọi đỏ huyết đó, nó gọi Huyết Nhung. Mọi người có thể lên Google chúng ta search thêm mặt hoa, chúng ta nghiên cứu nha. Hoa rất đẹp á. Rồi nguyên bản giờ này nếu mà gửi chắc phải đóng thùng xốp khá là lớn để gửi đó. Rồi rễ mọi người nhìn bộ rễ nè, bám khỏe mạnh cứng cáp. Rồi mọi người lưu ý là mọi người mua thì em sẽ gửi qua đường bưu điện, thì mọi người thanh toán tiền lan cộng tiền ship cho bưu tá lúc nhận hàng là được nhé mọi người, được quyền kiểm tra hàng trước khi nhận. Và mọi người lưu ý là giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển thì bên đơn vị vận chuyển họ thu. Thì thường nếu mà gửi ship nhanh á, những cái loại lan nhỏ thì em sẽ đóng gửi ship nhanh cho mọi người nhanh, cho tới nơi thì tầm 2-3 ngày tới. Còn những cái loại lan lớn á, lan lớn thì nặng thì em sẽ đóng gửi ship thường, thì nó rơi vào tầm 4-5 ngày kể từ lúc gửi. Nhưng mà mọi người yên tâm là tầm đó thì lan nó không bao giờ chết được đâu. Nó đỡ tiền cước cho mọi người rất nhiều, tiết kiệm được thêm kha khá để chúng ta có thể mua thêm số loại lan khác nha mọi người. Mọi người lưu ý là những cái loại lan lớn thì em sẽ gửi ship thường thôi. Rồi xin cảm ơn mọi người. Mọi người mua thì cứ nhắn tin liên hệ tới số điện thoại em để tiêu đề là được nhé. Đợt này rất nhiều lan đẹp, hy vọng các bác anh chị chúng ta sẽ chọn được những cái loại yêu thích của mình. Xin chào mọi người ạ.